Vâng, Thanh Thanh xin chào khách hàng yêu quý cả nước. Lời đầu tiên gửi tới khách hàng là lời chào trân trọng nhất và lời chúc sức khỏe. Nhân dịp cuối năm, Tết Nguyên Đán đã sắp về, hoa đào, hoa quất coi như là nhộn nhịp loanh quanh coi như là đã chở đào quất rồi. Và những chiếc xe này là những chiếc xe mà cuộc hưởng của Auto Thanh Thanh để đưa tới tay tận tay người khách hàng tiêu dùng là những chiếc xe cuối cùng của một năm. Và ngay sau đây thì giới thiệu với khách hàng những chiếc xe mà bên Thanh Thanh có. Bấm cho em cái chìa khóa, con này lên có chìa khóa đấy không? Và giới thiệu khách hàng chiếc xe đầu tiên mà bên Auto Thanh Thanh vừa mới về xong, đó là một chiếc Xpander màu bạc, sản xuất 2019, số tự động, phiên bản đã là vành 16 inch và cửa bấm bằng vân tay, hai khóa khiển theo xe. Mời các bạn ngắm quanh nội thất quanh xe và form dáng của xe, nguyên form nguyên dáng. Order loanh quanh chỉ hơn 1 vạn. Với phân khúc Xpander này, nó là dòng đối thủ lặng ký của dòng Innova 7 chỗ, phân khúc 7 chỗ. Hiện giờ Xpander đang là đối thủ nặng ký của Innova nha các bạn nhé. Với trang trí thiết bị nội ngoại thất hài hòa và kiểu dáng gầm cao máy thoáng. Con này kiểu dáng nó rất chi là, và cái hệ thống đèn ở đằng sau thì được thiết kế hình chữ L, rất chi là đẹp luôn. Và cái phần ba đầu sốc sau thì nó rất chi là cao. Các bạn đi đường này, con này ấy, mà đi đường trường ấy, thì cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu và không tốn nhiên liệu, mang lại kinh tế hiệu quả cho gia đình nhà mình. Chiếc xe này đang được chào bán phiên bản 2019. Gia chủ trước đây bỏ ra là khoảng 750 triệu mới mua được chiếc xe này, mà hiện tại bây giờ chiếc xe này chào bán với giá chỉ còn 610 triệu đồng. Khách hàng này bốc máy gọi ngay Thanh Thanh là 0362898989, hay đến với địa chỉ Auto Thanh 288 Phạm Hùng, đối diện với cổng làng Đình Thôn, để sở hữu về chiếc xe Xpander phiên bản 2019. Và giới thiệu với khách hàng một chiếc xe tiếp theo vừa mới về xong, là một chiếc xe màu rất chi là hot luôn, bản hatchback Mazda 3 hatchback sản xuất 2018, bản facelift rồi, đã có cửa nóc thể thao và nhiều trang thiết bị trong xe, bản full đồ, đẹp zin cả xe. Gia chủ order loanh quanh chỉ mới có 3 vạn, biển Hà Nội, tên tư nhân chính chủ, số tự động, bản hatchback là bản một đầu. Màu này màu đỏ thì rất chi là hot, các bạn đi chơi những nhân dịp năm mới hoặc đi ngoại giao làm ăn thì chiếc xe này cực kỳ là hot luôn. Cái bản hatchback là kiểu dáng phong cách thể thao và nó đã có cửa sổ trời để tạo thêm cái xe mang phong cách rất chi là thể thao luôn. Và có camera quanh xe, có camera quanh xe luôn, phanh tay điện tử. Mời các bạn đi sâu vào nội thất bên trong để ngắm chiếc Mazda 3 màu đỏ. Nội thất còn rất chi là đẹp luôn, gia chủ giữ gìn rất chi là cẩn thận, ghế nguyên bản của nhà sản xuất, cam kết luôn không đâm va ngập nước, máy zin 100% và bảo hành về chất lượng. Kiểu dáng phong cách trẻ trung và rất chi là thể thao luôn. Chiếc xe này đang được chào bán với giá là 625 triệu đồng. Khách hàng hãy bốc máy gọi 0362898989 và hay đến với địa chỉ Auto Thanh 288 Phạm Hùng, đối diện với cổng làng Đình Thôn, để sở hữu về những chiếc xe chất lượng cao. Và ngay sau đây giới thiệu với khách hàng một chiếc xe tiếp theo, đó là một chiếc xe phiên bản Grand i10 sản xuất 2018, tên tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu Hà Nội, phiên bản số sàn, bản 1.2, bản đủ full đồ, đã có màn hình la răng đúc và xi nhan trên gương, hai khóa khiển theo xe, cửa bấm bằng vân tay, bản sedan hai đầu, mang lại tiện ích cho khách hàng và những người sử dụng, đó là cái khoang để đồ hộp cốp riêng biệt. Cái này các bạn có thể để vừa chiếc vali đi sân bay, hoặc là mình có làm vừa đi chạy gia đình nhưng có thể lại làm kinh doanh và mang lại kinh tế cho gia đình. Rộng rãi, cái này để khoảng 2 cái vali thoải mái luôn. Chiếc xe phiên bản 2018 bản sedan Hà Nội 30F35889, biển số rất chi là đẹp luôn, được chào bán với 340 triệu đồng, vẫn còn có thương lượng. Hiện giờ bên Auto Thanh Thanh là còn những chiếc xe cuối cùng để bán, gần như là có thể là gọi là xả hàng lốt cũng được để nghỉ Tết, cho nên là các bác cứ đến đây giá nào em cũng bán nhé. Và giới thiệu với các bạn một chiếc xe tiếp theo, đó là cũng một chiếc i10
phiên bản sedan sản xuất 2017 màu trắng ngọc trinh. Giá đang chào bán bản đủ full đồ này, giá đang được chào bán cũng với cái giá là 325 triệu đồng. Và giới thiệu với khách hàng một chiếc xe tiếp theo, đó là một chiếc xe Camlin phiên bản SI sản xuất 2017 số sàn bản đủ full kịch đồ, đã có hệ thống đèn led siêu sáng ban ngày tự động và đèn bi gầm siêu sáng, xi nhan trên gương vô lăng tích hợp cảm biến lùi quanh xe và camera 360 độ. Chiếc xe này đang chào bán với giá là 270 triệu. Cuối năm rồi em cũng bán với giá xả hàng, mời khách hàng đến đây lái xe trải nghiệm trên những chiếc xe bên Auto Thành Thành có, và sẽ bán cho khách hàng giá yêu nhất để trên khách hàng nhân dịp 2021, cho nên là sẽ có những ưu đãi như tặng nước hoa, trải sàn hay một số phụ kiện trang trí kèm theo ở trên xe. Hãy đến với Thanh Thanh để có quà, những cái món quà đặc biệt dành cho khách hàng nhé. Và giới thiệu với khách hàng một chiếc xe tiếp theo vừa mới về xong, đó là phiên bản Camlin SI số sàn biển thành phố. Biển thành phố các bạn đăng ký Hà Nội, ok, không mất 20 triệu tiền biển và hồ sơ đã cầm trong tay. Chiếc xe này đang được chào bán với giá là 268 triệu đồng. Mời khách hàng hãy bốc máy gọi ngay cho Thanh Thanh để được có được giá tốt nhất. Và giới thiệu với khách hàng một chiếc xe tiếp theo, nó một phiên bản i10 số sàn bản sedan bản bản hatchback. Màu là màu đỏ. Bản một đầu bản đủ full kịch đồ sản xuất 2018, động cơ 1.2 4 máy. Nội thất bên trong, mời khách hàng ngắm qua cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Bản đủ full kịch đồ đã có màn hình cam lùi, cảm biến quanh xe và một số chi tiết trên xe. Chiếc xe này đang được chào bán với giá là 340 triệu đồng. Hãy bốc máy gọi ngay Thanh Thanh là 0362898989 để có được giá tốt nhất. Mời anh ấy xem xe thoải mái đi. Đấy, em vừa đi ăn chị đấy. Dạ vâng. Em... Này đây ạ. À? Dạ vâng ạ, vâng ạ. Đấy, bao nhiêu đấy? Con này 2018. Một chiếc xe rất chi là cũng là hot ạ, mà giá cả rất chi là bình dân. Đó là một chiếc i10 sedan màu bạc sản xuất 2016, tên tư nhân chính chủ Hà Nội. Cam kết luôn là xe không đâm vàng ngập nước. Và chiếc xe này là chiếc xe tư nhân bản nhập khẩu hàng hiếm, nhập khẩu đất từ đất nước Ấn Độ. Một chiếc xe rất chi là đẹp luôn. Nguyên form nguyên dáng 100% của nhà sản xuất. Cam kết luôn Thanh Thanh không bán xe đâm vàng ngập nước. Nếu sai hoàn đủ cho khách hàng 100% tiền và tặng ngay khách hàng thêm 10 triệu đồng ra về. Với bản phân khúc bản sedan hai đầu này thì cũng như những cái con trước mà Thanh Thanh đã giới thiệu rồi, đó là có khoang để đồ riêng và khoang đồ để đồ rất chi là rộng rãi, với giá tiền rất chi là bình dân. Chỉ với giá 276 triệu đồng đã sở hữu ngay chiếc xe trên. Và mời khách hàng hãy gọi điện cho 0362898989 để sở hữu về chiếc xe này. Và giới thiệu với các bạn một chiếc xe tiếp theo là màu đỏ rất chi là hot luôn, sản xuất 2019 số tự động, cực kỳ là hot luôn, mà các bạn ngắm quanh cái nội thất phần bên trong của nó. Order đúng chuẩn 1,5 vạn, không sai km nào, nếu sai hoàn đủ cho khách hàng lại tiền và tặng thêm khách hàng 10 triệu đồng ra đời về như lời Thanh Thanh nói. Một chiếc xe nội thất sơn si còn nguyên bản và không có vết xước vết bẩn gì trên xe, đã dán kính mờ và chống chói, chống lóa quanh xe. Toàn đồ xịn thôi trên xe. Và bản 1.2 4 máy tự động 2019 này đang được chào bán với giá là 410 triệu đồng. Và giới thiệu với khách hàng chiếc xe tiếp theo, đó một chiếc xe biển tỉnh. Bạn nào mà người ngoại tỉnh thì mua chiếc xe này rất chi là tiết kiệm, bởi vì nó không mất biển, tiền biển và rẻ cho chi phí 20 triệu đồng. Chiếc xe phiên bản 2017 số sàn màu bạc bản đủ full kịch đồ, một chủ từ đầu, gia chủ giữ gìn rất cẩn thận luôn. Và chiếc xe này cam kết luôn không taxi nhá, không kinh doanh, không taxi, gia đình, chuẩn luôn xe gia đình. Và chiếc xe này đang chào bán với giá là 315 triệu đồng, bao hồ sơ, bao rút hồ sơ cho các bác ở ngoại tỉnh. Hãy đến và bốc máy gọi ngay ở Thanh Thanh trước khi đến 0362898989 và hãy đến với địa chỉ Auto Thanh 288 Phạm Hùng, đối diện với cổng làng Đình Thôn để sở hữu về những chiếc xe chất lượng cao. Bên em bán xe cam kết không đâm vàng ngập nước, nếu sai hoàn lại cho khách hàng tiền và tặng thêm khách hàng 10 triệu khi ra về. Và giới thiệu với các bạn một chiếc xe tiếp theo, đó là một chiếc xe Kia Morning phiên bản tự động màu cát vàng Hà Nội sản xuất 2016, bán với giá xả hàng là 310 triệu đồng. Khách hàng còn chần chừ gì nữa mà hãy không đến với địa chỉ của Auto Thanh 288 Phạm Hùng, đối diện với cổng làng Đình Thôn để được lái thử và trải nghiệm thử những chiếc xe của bên Auto Thanh Thanh có.
Và ngoài ra các bạn mua xe bên em thì em sẽ tặng tất cả các đồ nội thất trang trí, ngoại thất, nội ngoại thất của một chiếc